Hey, xin chào tất cả các anh em. Hôm nay em xin chia sẻ với các anh em là thủ thuật chúng ta tạo cái trình duyệt web cho nó dung lượng nhỏ nhất và nó gọn nhất, và nó thích hợp luôn những cái URL và những cái bookmark của chúng ta. Rồi, đây là những cái mà em đã tích hợp rồi đây nè. Đấy, các anh em thấy ha. Em đã share cái file này rồi, nhưng mà cái bản mới nhất là em đã cập nhật thêm khá là nhiều những cái trang web khác. Nó, khi em tạo ra em chạy là nó sẽ hiển thị cái menu này. Nếu mà muốn phục hồi á, em phục hồi lít vô Restore này là nó sẽ bung luôn nguyên cái đây, những cái trang này đây, những cái trang này là em đã cho nó mặc định là nó bung ra như vậy rồi. Thì cái trang nâng các anh em muốn cho nó bung trang nào thì mình chỉ cần thay đổi thôi ha. Rồi em sẽ giới thiệu sơ qua và em giới thiệu chi tiết về cái phần này luôn. Rồi, em lít qua mấy cái ảnh cho mấy anh em mình xem nha. Đây, khi các anh em dùng bất kỳ trình duyệt web nào, các anh em bấm Ctrl Shift O, cốc cốc Google Chrome, Firefox hay Xem Browse, vân vân vân, Opera. Các anh em mà click delete ha, chúng ta có thể xóa những cái trang web này chúng ta đã lưu nè, hoặc chỉnh sửa như thế nào đó. Các anh em nghiên cứu thêm phần này ha. Cái này chúng ta làm quen với bookmark, quen rồi các anh em sẽ làm rất là nhanh trong cái việc mà chúng ta truy cập vào những cái trang web đã lưu. Đây, đây em tạo ra những cái file em backup lại nè. Đấy, đây là những cái trang link download. Đây, em giới thiệu sơ qua cho các anh em mình xem nha. Rồi bây giờ chúng ta tiến hành thực hành làm cái bảng tự chạy này. Đầu tiên các anh em mình đã cài rồi cốc cốc Google Chrome, hay là nói chung là Xen rau cốc cốc Google Chrome trong ba bản đó các anh em mình ha. Tại những cái bản mà có mã nguồn của Chrome á, thì mình mới làm theo cách này chuẩn nha. Còn những cái bản cài đặt khác thì em sẽ hướng dẫn sau, nếu mà có dịp em sẽ chia sẻ sau ha. Hiện tại là em chia sẻ là cốc cốc Chrome và Xen rau. Đây các anh em mình nếu mà đã cài cốc cốc rồi chúng ta gõ cốc cốc ha. Còn nếu mà các anh em mình cài Chrome thì chúng ta gõ Chrome. Đấy, là các anh em mình sẽ thấy cái file mà khi mình cài đặt rồi mình sẽ thấy một cái file. Các anh em mình nhớ cài everything ha, everything để chúng ta tìm tìm chuẩn được những cái file này. Ví dụ every đấy, em vào mục download đây. Đây các anh em mình tải về cái bản mới nhất nè, bản setup đây, bản setup đây. Nếu mà hệ hoành mình 64 bit thì mình tải 64, còn 32 hiện tại tải 86 ha. Rồi sau khi cài xong thì các anh em mình mở lên và chúng ta gõ cái từ khóa, gõ cái từ khóa mà các anh em đã cài trình duyệt đó ha. ROM thì chúng ta gõ ROM, cốc cốc thì chúng ta gõ cốc cốc. Bây giờ em sẽ chia sẻ cái cốc cốc nha, tại vì cốc cốc nó có cái lợi cái là chúng ta có thể download được những cái trang web trên YouTube và Facebook này kia, nó hỗ trợ cái cài cái IDM Internet Download Messenger, nó tích hợp sẵn thành ra rất là tiện. Bây giờ đây đây là cái bản mà em đã cài rồi nè, em bung ra cho các anh em mình xem ha. Em bung ra cho các anh em mình xem, nó sẽ y như những cái hình đầu tiên, y như những cái hình đầu tiên mà em đã cho các anh em mình xem vừa rồi. Rồi các anh em đợi xíu nha, là nó sẽ chạy nha. Đấy, tại sao trên đây nó không có hiện cái bút mắt của em nè, nó không có thích hợp như trong cái bản của NV bản 26 tháng 7 2020 thì nó lại có cái này mình nha. Còn nếu mà đối với trường hợp này không có thì làm sao mình cho nó có đây, thì đó đó là lý do tại sao mà em backup hờ. Bây giờ em đóng cái trình duyệt web nè, đó là lý do tại sao em backup hờ, em để đây open url cốc cốc đây, hoặc là nạp url cốc cốc. Đấy, bây giờ em ví dụ open url cốc cốc, em ví dụ em lít chạy thử thôi nha. Em chạy thử coi nó ra cái gì nè. Rồi, em mở lên coi, vẫn không có. Thì bây giờ làm sao cho nó có? Cái bản vừa rồi thì em làm chuẩn trên cái WinRAR của anh NV, nhưng mà bản này thì nó không tương thích, vậy thì làm sao cho nó hiện đây? Bây giờ em sẽ chia sẻ các anh em mình tích hợp luôn ha. Bây giờ trước khi chúng ta biết nó hiện ở đâu thì bây giờ mình sẽ tìm cái gốc của cái file cài đặt này. Đây,
cái góc này coi nó nằm ở đâu. Đây, nó nằm trong ổ X. Nếu mà các anh em mình cài đặt cái bảng này trên Windows góc Win 10 x64 thì nó sẽ nằm ở đây là ổ C các anh em mình nha. Ở đây là sẽ là ổ C nếu mà chúng ta cài trên cái hệ điều hành góc của Windows. Rồi, bây giờ em sẽ dò thêm cái default, cái thư mục default của góc cộng. Tất nhiên là nó sẽ không có nằm trong đây. Thường là nó nằm trong cái data. Đây, default đây. Đây. Đây là những cái thành phần file mà nó chứa cái bookmark của chúng ta. Nó chứa bookmark nè, như lịch sử bookmark, history nè. Đâu rồi? Ở đây nó chưa có, mình chưa có lưu cái bookmark nè, thành ra nó chưa có. Bây giờ muốn biết chính xác cái này mình giải nén thử ha. Bây giờ em sẽ giải nén thử đây. Em mở cái này nó không cho đâu. Rồi bây giờ em tìm trong cái start system. Em coi cái nào. Open. Em mở với cái system cái này mình nha. System stem. Em xin lỗi, nhầm stem thôi, chứ mục stem. Rồi, em enter. Đấy, cốc cốc nó đã đẩy vô đây, tại vì do ban đầu em cài là nó đẩy vô đây. Nhiệm vụ nó đẩy vô đây. Đây, nhiệm vụ nó đẩy vô đây là toàn bộ là những cái file nó đẩy vô đây. Làm sao để cho em cho nó hiện lại y những cái mà bút mắt các anh em mình thấy ban đầu, thì em copy hết cái này ha, trong cái thư mục này, thư mục default này, đây trong cái đường dẫn này em copy hết nó và em thảy nó vô lại nha. Đây em muốn biết cái em bung cái này lên nè, open local, rồi em lùi lại một cái như đây, rồi vô cái default đây, rồi em ghi đề. Ha, em ghi đề tất cả file này luôn. Đấy, em ghi đề tất cả file này luôn. Em có thể chọn ở đây hoặc continue, hoặc là em chọn ở đây cũng được, hai cái như nha. Rồi, em ghi đề. Rồi bây giờ em mở cốc cốc lại cái này mình thấy nha. Em mở ở đây nè. Là nó đây, nó sẽ có đủ luôn. Đấy. Nó có đủ luôn ha. Đủ những cái bookmark mà em đã lưu ha. Đấy. Anh em thấy không? Nếu chúng ta chọn đủ thì nó sẽ ra cái những cái icon này luôn nha, icon ví dụ icon YouTube nè, nó chúng ta sẽ thấy luôn. Và nếu mà các anh em mà chọn thiếu là lượt bớt thì sẽ không thấy như những cái icon đó nha. Rồi bây giờ em bấm vô đây là phục hồi nè, restore nè, đó. Đó là phục hồi những cái trang mà em đã vô trước đó. Đấy các anh em thấy không? Đấy em phục hồi được luôn ha. Đấy. Rồi bây giờ làm sao để em làm cho cái bảng góc cốc mới này nó được như vậy? Làm được như vậy thì tất nhiên là em sẽ tốn thêm một khoảng thời gian nhỏ để em trích xuất file nè. Bây giờ mặc định cái góc của cốc cốc này nó nằm ở đâu, mặc định cái default thì nó nằm trong đâu. Các anh em đợi xíu nha, để em lấy cái này cho các anh em xem. SFX này, em chạy cái bảng này, bảng tiếng Việt này khá là hay. Đây, cái bộ cài tích hợp những cái shop tự chạy. Rồi em vào đây đấy, rồi em vào cốc cốc nè, đấy brown nè, data default. Rồi nếu mà em làm theo cách này là nó sẽ chạy chuẩn luôn các anh em mình nha. Nếu em làm theo cách này là nó sẽ chạy chuẩn luôn. Bây giờ em ví dụ nè, em ví dụ lại nha, tại vì muốn muốn làm lưu lưu những cái trang khác á, thì bây giờ em phải phải làm lại. Em mở những cái trang trước đó coi nè. Bây giờ chúng ta làm cho chuẩn luôn các anh em mình ha. Đây những cái trang này đây, bây giờ em sẽ chuyển đổi vị trí. Rồi em chuyển đổi vị trí nha. Em chuyển cái tổng hợp lên nè. Đó. Đấy, em chuyển cái này lên, em đổi vị trí. Một lát là các anh em sẽ thấy nó đổi vị trí nha. Nếu mà em backup đúng, em backup đúng á, là nó sẽ đổi vị trí những cái này. Đấy. Rồi, bây giờ em đóng nè. Khi mà em đã chọn ok những cái trang web mà em muốn cho nó hiện một lượt rồi. Ví dụ cái trang cá nhân của em cũng được ha. Thì các anh em cứ gõ vô ha, gõ vô rồi để đó, đừng bấm gì hết.
tốt nhất là đừng đăng nhập các anh em mình nha, đừng đăng nhập bất kỳ thông tin nào của tài khoản nào hết. Rồi khi mà xong rồi các anh em mình chọn, ví dụ chọn một cái này đi, chọn một cái video này ở đây, thì cái này khi mà chúng ta bung ra thì nó cũng sẽ y như vậy luôn. Rồi hoặc là chúng ta di chuyển những cái mút mắt thì chẳng hạn, hoặc các anh em mình chỉnh ha. Rồi em có chia sẻ bài viết rồi, các anh em muốn chỉnh mút mắt chúng ta bấm Ctrl Shift O đấy, Ctrl Shift O, rồi các anh em như đây, ví dụ nè chuột phải này chúng ta copy, hoặc bấm bấm Ctrl X nè, Ctrl X nó là cắt. Rồi các anh em chọn vị trí khác chúng ta để, ví dụ để ở trên này đi, chúng ta Ctrl V đó là nó sẽ nhảy ra lại ha. Đấy thì các anh em cứ copy cắt chỉnh sửa gì bất kỳ trong cái mút mắt của mình, xong rồi ổn rồi, ok hết rồi thì các anh em bắt đầu tiếp tục chúng ta sale lại ha. Không cần sale ở đây đâu, ở đây có chỗ sale nè, ở cái phần dưới này nè, chữ S này là sale các anh em mình nha. Các anh em mình lựa chỗ sale, và khi mà sale xong rồi các anh em mình có thể đây open mở ra ha, chọn đúng cái file đó là chúng ta open mở lên được, là nó sẽ hiện lên tất cả những cái này. Bây giờ em sẽ chia sẻ cách này, thì các anh em dùng một cái file này để làm luôn, không cần phải làm qua cái bước này, nó mất thời gian nha, và cái bước này nó mất thêm thời gian, chỉ cần chúng ta click cái file FE là chúng ta làm luôn ha. Rồi bây giờ em đã để mặc định những cái trang này đấy, những cái trang này mặc định ok rồi, bây giờ tiếp là em sẽ đóng nó, em đóng nó ha. Rồi ở đây sao có một cái nữa ta, em đóng hết đi và mở lại một cái nè. Rồi em mở lại từ đầu nha, rồi em mở lại một cái con nó chuẩn chưa. Ở đây có hỏi không trong lịch sử các anh em mình nha. Đây ở đây có nè. Rồi bây giờ em mở cái này lên cái đi ha, mở lại một cái nè. Các anh em mình lưu ý giúp em cái chỗ này nha, chỗ này nó hơi rắc rối xíu nha. Đó thì bây giờ em mở hoàn chỉnh đi, em mở hoàn chỉnh hết đi, rồi bây giờ em đóng đóng một lần này, rồi em lưu lại cái mấy cái file này hết luôn. Rồi em đóng. Ủa sao nó còn ở đây ta, em mở lại coi cái này nó có vấn đề gì trục trặc hay sao, em thử em chạy một cái coi. Rồi bây giờ em mở lại coi nào. Rồi ở đây rồi rồi em đóng cái này trước ha, rồi em đóng cái trang cũ trước đi. Rồi nói chung là các em chạy cái mới thì sẽ không giống em nha, tại vì cái file này em tạo ra mới ban đầu thôi, nó bị sơ sơ lỗi xíu, là nó như mở thêm một cái tab mới, cái ô cốc cốc mới. Bây giờ chúng ta làm cho nó chuẩn lại. Rồi các anh em mình làm y như vậy ha, khi mà chọn hết tất cả những cái trang web mà như ý muốn rồi, chúng ta đóng, bắt đầu chúng ta đóng nè. Rồi đóng, cái đóng là cái đóng cuối cùng, là không được đóng những cái tiếp theo anh em mình nha, tại vì những cái file trong này nó sẽ nhớ lại, thành ra là các anh em đóng là đóng một lần một, đừng đóng tới lui hai lần. Rồi các anh em cứ vào theo cái đường dẫn ha, app data, local, gốc cốc, raw, udata, một default đó. Hoặc là các anh em có thể gõ vô chữ bookmark nè, gõ vô chữ bookmark, các anh em tìm với everything ha. Rồi các anh em tìm theo cái path này là nó sẽ hiện ra đấy, nó sẽ hiện ra cái đường dẫn của ổ C, hiện ra cái đường dẫn của ổ C là nó chính xác, là nó sẽ vô cái mục này. Tại em đang ở ổ X trong cái WinBE, nó không có cái everything này, nó không có sạch ổ X, với lại nó không có sạch USB các anh em mình ha, nó chỉ sạch những cái ổ cứng, ổ đĩa chúng ta thôi, và nó không sạch được cái ứng dụng ESPath luôn. Rồi cái giới hạn của nó là như vậy. Rồi bây giờ các anh em mình chụp hết những cái này lại ha. Đây chúng ta chụp hết lại, chúng ta đóng gói lại nè. Rồi các anh em mình đóng gói lại như thế nào. Bây giờ trước khi đóng gói chúng ta copy đi. Tại sao em phải copy? Tại vì chúng ta test sơ một cái coi nó chuẩn chưa, nó chuẩn rồi thì các anh em mình mới tiếp tục chúng ta đóng gói làm hoàn thiện thành một cái file luôn, chứ để nó không chuẩn các anh em mình test tới test lui rất là mệt ha. Rồi bây giờ em sẽ cho nó qua, đây là cái này em cho nó vô vô một cái thư mục khác đây nha. Cái này mình có thể là để ổ nào cũng được nha, chứ không phải là bắt buộc cái ổ của em đâu nha. Đây. Rồi
Rồi bây giờ em lưu hết thế này. Bây giờ bắt đầu nè, bắt đầu em xóa đây, em xóa hết cái này nè nha. Em xóa hết cái này rồi em mở lên rồi nó ok hay chưa nha. Rồi bắt đầu em sẽ bung lại, rồi em mở cốc cốc lên nè. Đấy, nó không thấy cái URL nữa các anh em nữa. Đấy, không có cái URL nữa. Rồi ở đây nó đang tạo ra nè, anh em thấy nó tạo ra không? Đó, đó, nó nhảy ra đó. Rồi bây giờ em đóng, em xóa ha, em xóa, em không xóa, em ghi đè nè, ghi đè mấy cái file vừa rồi em copy nè. Đấy, em ghi đè vô nè. Đấy, em thấy vô đại ở đây rồi em ghi đè, chọn on file ghi đè hết. Rồi bây giờ mở cốc cốc lại nè. Các anh em thấy không, nó đi thanh lại nè, thấy đó, đó nó đầy đủ rồi nè. Đấy, rồi vậy thôi. Rồi cái phần mà bung backup ra là chúng ta vô cái này, chúng ta chọn đây là nó sẽ mở lên được nè. Để em nghiên cứu hay làm sao rồi cho nó hủy to luôn ta, làm sao cho nó hủy to luôn, để em nghiên cứu một xíu. Rồi em suy nghĩ ra cái cách để chúng ta phục hồi lại như ban đầu cái nào nha. Thì chúng ta xóa, chúng ta làm lại từ đầu thôi. Bây giờ em xóa hết cốc cốc nha, làm sao cho nó hiện được cái đó mới ổn cái anh em mình nha. Nó hiện cái redo đó, nó hiện cái redo đó mới chuẩn, còn nó không hiện redo to thì nó hơi hơi dở. Mà không biết sao trên cái bảng của anh là V em làm được, mà sao qua đây qua cái bảng Ramos em hay xài lại nó bị cái này không biết. Rồi bây giờ em sẽ xóa sạch sành xanh luôn. Rồi rồi đấy, em vô từng những cái trang nào, những cái nào mà nó có góc góc em xóa hết ha. Admin đây, để em coi trong admin này nó có cái gì không, nó không có gì nhưng mà tại xóa luôn đi. Rồi bây giờ em sẽ chạy lại cái cốc cốc như ban đầu. Cái này coi như nó mất hết rồi các anh em mình nha, nó mất gốc rồi, nó không có hiện ra được đâu, nó mất cái file gốc rồi, thành ra nó không hiện đâu. Nhưng mà để chắc ăn xóa luôn, file shortcut thôi mà. Rồi bây giờ em sẽ chạy nó lại nè. Đây em chạy cái bảng này lại ban đầu nè. Ban đầu các anh em mình thấy không, em click nó vẫn được nha. Rồi, khuya tối em đói cái bụng nó kêu. Rồi đây chờ một lát để cho nó hiện ra cái này mình ha. Đây nó mới hiện ra cái đây, nó mới tạo file nè. Rồi tạo tiếp rồi nè. Đây đợi một lát anh em mình nha. Rồi bây giờ để cho nó hiện luôn, không không thì em sẽ click click vào cho nó chạy nha. Nó không hiện rồi. Bây giờ em click click vào cốc cốc cho nó chạy nè. Rồi bây giờ em đã chạy lần đầu rồi ha. Rồi tiếp đó em đóng nè. Rồi bây giờ em sẽ copy hết những cái file em đóng nha, copy hết những cái file, copy hết những cái file ban đầu. Đây những cái file này hồi nãy em ấy nè. Rồi để chắc ăn em lấy cái file gốc đi, đây cái file gốc trong cái bộ nó đây. Đấy, đây là cái bộ file gốc đây. Rồi em giải nén ha, giải nén vô đúng cái đường dẫn đó ha, đúng cái đường dẫn của cốc đây, view data, view file, tất cả những cái file nó nằm trong đây, bookmark, URL và lịch sử nó đều nằm trong này. Rồi em có nhiệm vụ em kéo giải nén như đây, thả đè lên. Rồi rồi bắt đầu em sẽ click cốc cốc em chạy lại nè. Đấy, cái này mình thấy không, nó hiện ở đây nè. Đấy, nó hiện giống như vậy là ok nè. Đấy, có nghĩa là mình lần đầu chạy rồi đóng đóng một cái rồi có file qua, lần sau không chạy nữa mà chuẩn bị làm luôn thì nó sẽ ra cái này. Rồi bây giờ chúng ta tiếp cái này mình ha. Đấy, vậy là thành công cái này mình nha. Rồi bây giờ em thử thử nha. Bây giờ em thử lưu lưu lại cái ban đầu. Cái ban đầu là em lưu rồi nha, góc cốc BE của ổ ổ nào, ổ X. Nãy em sắp thứ tự rồi các anh em mình thấy rồi ha. Đâu rồi ta, hình như trong ổ X, ổ X, ổ X đây, ổ X em ra ổ X đi nè, góc cốc BE nè. Đây em đã lưu rồi, hồi nãy cái thứ tự là em đã lưu rồi. Bây giờ em giữ lại cái này ha. Bây giờ em đóng gói cái này nè.
Em coi cái này tiếng Việt hay tiếng Anh? À, tiếng Việt gì ok. Rồi bây giờ em tạo tạo tập tin nhắn đặt. Ở đây nhắn tốt nhất nè. Rồi em vô nâng cao, em đi chọn hết em edit. Tới cái phần này, các anh em mình làm sao để cho nó vô được cái thư mục data view. Đây, cái thư mục admin data này. Đấy, nếu mà các anh em mà chọn giống cái đường dẫn này là chạy trên WinBE khác và bản Windows khác, cái tên khác là nó sẽ không có vô được, nó không có chạy được, nó lỗi nha. Nó chạy tới cái đường dẫn đầu thôi là nó vô tới đường dẫn đây là nó lỗi nè, admin data nè. À, nếu mà đặt tên khác là tới đây nó vướng cái code này sai là nó lỗi. Thành ra các anh em mình làm sao cho nó qua được code này luôn thì chúng ta lợi dụng một cái tính năng của RFX 7 7 zip này. À, chúng ta lấy cái code chuẩn ha. Này chúng ta lấy code chuẩn là view profile này. Các anh em lấy code này. Đấy. Các anh em copy ha. Thôi mình cắt luôn này cho mắt cho dễ dễ thấy nè. Rồi bây giờ mình vô thử để xem và nó phải vô ngay chỗ này không nha. Mình enter rồi nó phải ngay chỗ này không nha. Rồi bây giờ mình dán nè, nên V enter. Đấy, ngay administrator luôn. Có nghĩa là các anh em dùng cái lệnh này, cái code này user profile là nó sẽ ra đúng cái tên người đang dùng, thì các anh em sẽ chọn tiếp là nó ok, nó chuẩn nha. Còn như cái cách mà truyền thống là nó không chuẩn các anh em mình ha. Rồi đó, các anh em phải đưa nó vô đây, đưa nó đúng như đây đó. Bây giờ là mình lấy cái đường dẫn này nè. Đấy, như mình thay thay cái đoạn đầu là cái này. Đấy, mình thay cái đoạn đầu là cái này các anh em mình nha. Đẩy hết những cái file vô đây, các anh em muốn biết đúng hay không thì chúng ta thoát ra ngoài chỗ nào đó đi, rồi chúng ta dán cái code này lại. Đây, rồi enter. Đó, nếu mà vô đúng cái thư mục này là thành công, là chứng tỏ là đúng đúng đường dẫn của nó ha. Rồi bây giờ mình sẽ đóng gói theo cái đường dẫn này. Để nãy mình chọn rồi nè, bây giờ đưa nó vô đường dẫn nào, vô thư mục nào thì mình sẽ chọn đúng cái thư mục đó, đường dẫn đó. Đây đó, các anh em chọn đúng như vậy nha, thì tất nhiên là những cái file mà mình đã chụp lại nén lại thì nó đưa đúng vô cái thư mục cuối cùng là thư mục default. Đấy, tiếp các anh em muốn cho nó chạy chạy cái gì không, trong này thì mình không có chạy gì cả nên thành ra không cần phải chạy, để mặc định luôn, các anh em không chạy gì hết thì chúng ta để mặc định ha. Còn chế độ đây chúng ta nên ẩn tất cả đi. Còn các anh em muốn hiện tất cả cũng được, nó giống như cái bản MC Book của anh Chiến ấy, là nó hiện tất cả, nhìn nó cũng hay hay. Thì đây các anh em thích cách nào thì chúng ta chọn cách đó, mình thì hay dùng ẩn tất cả. Rồi bây giờ chúng ta thêm lối tắt cho cái file này nè. Để làm gì? Để khi mà các anh em mình backup ha, backup có nghĩa là những cái file này nó bị lỗi hoặc là mình làm cái mới nó đè lên nó mất hết, thì chúng ta tạo cái file này để chúng ta backup lại ha. Rồi cái file này là cái file exe chưa, cái phần đó là mình cho nó nằm vô đâu ra. Cái file này là nó nằm, nói chung là nó không có liên kết với một cái file exe nào hết, thành ra các anh em cứ để mặc định cái này đi. Qua cái file gốc file chính đó, thì chúng ta hãy cho nó ấy. Cái này các anh em nên chọn giải nén và thay thế tất cả các tập tin nha. Tại khi chúng ta dùng một cái bản khác hoặc là những cái file khác nó đè lên rồi đó thì chúng ta thay thế luôn, thì nó sẽ đè lên những cái mà chúng ta đang chọn thì nó ok, nó thành cái của mình. Còn nếu các anh em mà giải nén cập nhật này đó, là những cái file nào mà nó có rồi đó, là nó sẽ bỏ qua, nó không có đè lên, thành ra là nó không có thay đổi được cái thành phần mới của mình. Rồi các anh em nên chọn thay đè giải nén và thay thế và chọn ghi đè tất cả nha. Đấy, rồi biểu tượng thì các anh em không cần phải chọn đâu, tại cái file này nó không có quan trọng, cái file gốc này chúng ta hãy chọn. Rồi chúng ta ở đây ok. Rồi bây giờ chúng ta coi lưu lưu cái này, file này nào nằm đâu để chúng ta tìm nè. Các anh em vậy bấm vào duyệt ha. Chúng ta xem OX đi, xem OX đi ha. Rồi chúng ta đặt cái này là cốc cấp URL hay là URL cốc cốc, tùy các anh em mình nha. Nói sao, nói chung là chúng ta đặt làm sao mà chúng ta biết.
chúng ta biết để lần sau chúng ta chạy code cho nên nó đúng theo cái tên file này. Rồi mình đặt công cộng URL đi ha. Rồi ok, mình save lại nè. Chọn là chọn tốt nhất nè. Rồi ok, nó nằm trong một with với cái tên này anh em mình nha. Rồi ok. Xong. Một file. Rồi bây giờ mình chúng ta lấy cái file đó. Đây, góc góc URL đây. Rồi chúng ta lấy cái file này. Để chúng ta chạy tiếp. Chạy tiếp cái lệnh tiếp cái anh em mình ha. Đây các anh em vô lấy một cái file CMD này, em sẽ chia sẻ bên dưới nha. Chia sẻ chủ yếu là hai file này thôi, còn cái file gốc của gốc cấp đó, thì các anh em lấy cái file của các anh em ha, nhưng mà nói chung em chia sẻ nguyên bộ thì các anh em dễ 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 thao tác, muốn chỉnh gì chỉnh. Rồi chúng ta edit này, cái file trước là em cho nó giải nén cấp cấp url.me. Ủa sao trùng hợp, sao giống tên vậy? Đây, cốc cốc url.md mà nó nằm trong một cốc cốc. Cái thư mục này các anh em muốn tạo tên gì cũng được nha. Có nghĩa là mình muốn tạo cho những cái file này nó nằm trong cái thư mục này thì chúng ta đặt thư mục này. Còn không thì chúng ta cho nó nằm ô địa gốc cũng được nha. Bây giờ em ví dụ đi. Có cái file này qua bên kia đi, để cho dễ hình dung. Như cái icon nè, icon cái ảnh nè. Đó, em thấy qua đây cái đường nhận gốc đây ha. Đó, đường nhận gốc là OC, OX, OD, OE gì thì các anh em nên mà để đường dẫn gốc. Rồi bây giờ là một file, hai file, rồi ba file. Rồi bây giờ mấy cái file này em xóa đi ha, cho đỡ rối ha. Rồi, bây giờ em đang có một cái file này xóa không được. Rồi. Em đang có tổng cộng là 3 file. Bây giờ em lấy một cái file nữa là em đóng gói lại cái file là file file cài đặt ha. Rồi em phải lấy qua cái file cài đặt đi chứ quên. Rồi cái file cài đặt trong này có nè, em lấy ra ngoài nè. Đó, em lo đây đi. Đấy, em cho nó đường dẫn khác thôi. Cốc cốc full thì em đổi tên lại vẫn được các anh em mình nha. Cốc cốc full đi. Đấy. Rồi, rồi em đặt cho nó khác khác rồi các anh em có nhiều cái cách để chúng ta suy luận thêm ha. Rồi bây giờ cái đường dẫn là đường dẫn gốc này, thành ra cái file này là nó sẽ cái tên này nó không còn tồn tại. Đấy, rồi em muốn chạy cái nào, để muốn chạy cái nào thì nó phải là đây cái code CMD này nó có nhiệm vụ nó load cái URL có bookmark thôi các anh em nha, chứ không phải là em cho nó load thế này nha. Cái này là em cho nó gộp tổng rồi em cho nó chạy. Rồi bây giờ đây cái cốc cốc url.me, các anh em coi cái đúng tên chưa nha, cần thiết không đúng tên thì các anh em cắt ha, cắt copy đó, chúng ta dán lại đó là gì là chính xác nhất ha. Này đó, chúng ta dán lại xóa nó nè, dán ra nè, đó vậy là chuẩn nhất. Nếu anh em nào không chắc ăn thì chúng ta làm gì theo cắt copy dán ha. Rồi rồi bây giờ chúng ta giữ code này mặc định giúp em nha. Các anh em muốn muốn chọn thêm gì chọn thì từ cái code này các anh em nghiên cứu thêm ha. Ở đây này nó đóng được trình duyệt web ha, notepad. Đây các anh em cho cái đường dẫn vô, các anh em làm thử chúng ta thấy nha. Chúng ta bấm start, start lệnh start rồi đường dẫn rồi cho chạy cái file gì đó chạy. Rồi bây giờ em không không có cho nè, nên cái lệnh này lệnh ta nè chạy theo cái đường dẫn chạy file này đó. Bây giờ em thử thử một cái cho các anh em thấy nha, em thử một cái mà ví dụ cái file khác đi, để cái này các anh em thấy nó sẽ mất công nó nhầm. Ví dụ em lấy cái file edit này thử ra đây coi nó chạy không nha. Rồi bây giờ đây em đổi cho nó là đổi này là rồi nó đi. Rồi đó, em đổi tên lại cho nó dễ đỡ mất công rối. Rồi đó, bây giờ em test ha, em phải save lại cái nè. Đây, em save lại nè. Rồi code này là nó đã nhớ với cái tên đó đó, thì các anh em nó cứ dán như vậy là chuẩn chuẩn như thế này. Rồi bây giờ ta chạy chạy code CMD nè, không phải nó chạy cái readme lên là ok. 1 2 3 4 5 6 7 8, trong vòng 8 giây các anh em nha, 8 giây nó sẽ bật readme lên.
và nó sẽ đóng, sẽ đóng. Vì chi này để ngoài đây nó không chạy à? Em để đây, bây giờ lít lít đòi nè, à, lít bao quanh nè, nó không chạy được anh em ha, nó không chạy được, thành ra là đặt ở đây nó không chạy, chứ còn nhưng mà cái file khác là nó sẽ chạy nha. À, ví dụ đi, à, sao bây giờ nó nhiều thứ vậy, em coi file này phải file chuẩn không? Rồi đây nè, em lấy vô cái bút A này đi ha, rồi à, em cho nó vô lại nè, đây, rồi chi này thảy chỗ khác đi, rồi em dán cái tên nãy lại nè. Nãy mất cái tên nè, đây em có cái tên này lại nè, là không có bị không mất công phải chỉnh lại cái code nữa, chỉnh nó mới không sale nữa. Đó, rồi giờ em cho chạy để xem đây. Thường cái Windows hay là cái Win nó hơi bị lỗi này các anh em nha. Cái file trước á, chúng ta có cái biểu tượng icon file trước đây, file gì đó là nó chạy lại mới mới đổi tên lại là nó sẽ giống như gan cái icon đó, nó lỗi icon giống vậy nè. Đấy. Nhưng mà không sao, các anh em đừng lo ha, chúng ta cứ cứ làm bình thường đi, nó sẽ tự động nó mất thôi. Cho dù các anh em có đóng gói lại đi, đóng gói lại cái file này nó cũng cũng sẽ ra đúng cái icon ban đầu nha, nó lỗi là lỗi trong cái win mình đang chạy thôi. Rồi bây giờ anh chạy chạy thử nha, đây 1 2 3 4 5 6 7 8 lên tha gốc gốc ấy da. Ê, em nhầm rồi. Sa gốc gốc. Cái này sẽ nó vậy ta. Đúng, đúng lý ra nó phải chạy chứ. Chưa, để em coi coi. À, system. System ra. Gốc gốc URL là đúng chưa ta? Rồi sao cái lệnh này nó không không chạy được cái file này. Cái này chạy bình thường em lít chạy. Rồi bây giờ em chạy lại cái lệnh xem đây, em sao lại cái này. Rồi. Rồi em chạy cái lệnh xem đây lại cái nào. Tại sao mà không chạy ra? Đúng như vậy nó phải chạy. OX ta OX cốc cốc ở đây nó hiện hiện cái này là sai nè, đường dẫn này nó sai nè. Ủa tại sao mà nó lại nhớ đường dẫn đó ta, trong khi là em đã sale cái code mới. Giờ em đóng nè, cái CMD nó cũng bị lỗi ngộ ha. À à, vậy là chưa sale hả, chưa sale với anh em nha, đây là còn nè. Rồi em tưởng nó sale rồi, chi thấy sao nó không chạy. Còn cái gỉ chi này không chạy là đúng rồi các anh em nha. Đó, em ta CG lại nè, sao nè. Ok, giờ đóng đi, đóng mở lại cái coi coi nó lưu gì các anh em nha. Đó, vậy là ok, có đúng nè. Rồi, giờ em chạy code nè. 1 2 3 4 5 6 7 8 lên. Đấy, đó, ok. Vậy là ok các anh em nha. Đấy, nó đúng rồi nè, nó đúng đường dẫn này, nãy em sale nhớ có sale rồi, sao nó không sale ta. Rồi bây giờ cái này xóa đi, rồi thấy lại thấy lại đâu đó đi, nó không xóa nữa. Rồi bây giờ em chỉnh xóa chữ G thôi. Đấy, cho nó chạy lại cái góc nè, sale lại cái này. Rồi rồi ok, đúng đường dẫn các anh em nha. Rồi bây giờ đó, bây giờ em gom lại ha, đó, gom lại cái đống này, bốn file này, em gom lại bốn file này. Rồi bây giờ file này làm chủ là file này chạy trước, file này chạy để bung ra nguyên cái bộ cài đặt của cốc cốc nè. Đấy, rồi cái đó là gì, cái đó là em dùng cái code này để cho chạy cái file này đó, code này chạy file này, code cmd để chạy file này. Tại sao mà em phải dùng cái code cmd, tại sao em không cho nó chạy lượt luôn? Tại vì á, em đoán thôi nha, cái phần cài đặt cốc cốc này nó bung ra hơi lâu, mất cũng tầm 8 giây, 7-8 giây nếu các anh em xài ổ SSD có thể vài giây, 2-3 giây gì đó. Nhưng mà với cái ổ thường đó, thì khoảng 7-8 giây, 10 giây chẳng hạn, tùy theo ổ. À, rồi nó bung ra hơi chậm như vậy, thành ra cái file, em sợ cái file mà cái file những cái file URL, cái file út mắt đó, nó chạy chạy sao, thành ra cái này nó dung lượng nó nhỏ, nó chạy trước.
là cái chạy sau này nó sẽ đè lên cái chạy trước, thành ra nó sẽ không có được như ban đầu, thành ra là em phải cho thời gian nó đợi là vậy. Rồi bây giờ em sẽ cho nó đợi lâu hơn xíu với anh em nha. Cái bình thường là 8 giây là nó vẫn không kịp luôn. Bây giờ em cho nó 12 giây đi. Đó. Em cho nó 12 giây đi. Còn cái này chạy xong rồi. Chạy xong rồi đóng đi, đâu cần phải đợi nữa anh em ha. Đợi là quan trọng, là đợi cái đầu để cho thằng kia nó chạy xong, nó cài xong rồi tới thằng này nó chạy. Rồi cái khi mà chạy xong rồi nó tự chạy ngầm rồi, mình đóng hay không cũng không quan trọng nữa. Thành ra cho nó khoảng chừng 2 3 giây đi, để mình biết nó có thay đổi ha. Chứ cho nó tắt liền thì nhìn cũng hơi khó biết thay đổi. Mở lại coi, đây 12 giây, ở dưới là 3 giây nè. Rồi ok, bây giờ em sẽ đóng gói nó lại nha. Các anh em muốn nhanh thì cứ 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 giảm thời gian lại ha. Rồi bây giờ em đóng gói nó lại bằng chưa, bây giờ em bỏ bớt đi, em rắc nè. Đó, em bỏ bớt cái này lại đây nè. Đây, em bỏ bớt lại đi ha. Rồi em đóng gói nè. Em chọn ra chứ em không chọn zip nè. Chọn zip là ở đây nó không có cho chọn cái tập tin nhắn đặt nè. Đó, em chọn ra, thành ra em sẽ chọn ra, chọn tốt nhất. Ê, em không chọn tốt nhất. Tại sao em không chọn tốt nhất? Tại vì cái này nó đã nén một lần bằng WinRAR rồi, và cái này nó đã nén rồi nữa. Cái này nó đã nén thêm rồi các anh em nha. Các anh em thấy không? Mở ra có hai hai mươi mấy thôi, mà mở bằng 7 zip thì nó lại khác các anh em nha. Đấy, mở bằng 7 zip nó ra cái browser này nè. Đó, các anh em thấy không? 200 mấy mê nè. Đó. Mà nó nén lại còn 8 mấy mê. Đó, thành ra nó đã nén rồi một lần rồi, em không có nén nữa. Cái kinh nghiệm này rất là quan trọng các anh em nha. Khi các anh em mà tạo file á, chúng ta ví dụ bây giờ cái file ban đầu nó đã nén một lần rồi, cái lần lần sau các anh em nén nữa mà nén tốt nhất đi, cũng bằng cái trình nén nó luôn, ví dụ cũng win ra luôn ha, cũng win ra luôn mà chúng ta nén tốt nhất nữa, thành ra nó đợi thời gian khá là lâu, nhưng mà cái dung lượng nó giảm không có bao nhiêu hết, thành ra các anh em cứ nén để bình thường đi ha, trừ khi mình nén bằng cái chương trình khác. Và cái file nén này, mình ví dụ cái file nén này mình test thử, mình nén thử một file với cái cao nhất luôn, với cái cao nhất mà các anh em lại lại thấy nó giảm nhiều. Đấy, ví dụ nén với 7 z 7 z là cũng là cao dữ lắm rồi. Đây là dòng cuối cùng là nén cao nhất nè, mà nó giảm rất nhiều, còn nhỏ, rất là nhỏ, thì các anh em nên chọn nén cao nhất, còn không thì các anh em tốt nhất là để như ban đầu nha, để như ban đầu giùm em nha. Rồi rồi bây giờ chúng ta bắt đầu nén nha. Rồi em để bình thường nè. Rồi em cho nâng cao đi, chọn ớt em ớt à, em quên chọn cái này, chọn ớt fx và tập tin nén đặt. Rồi rồi bây giờ em đẩy mấy cái này, cái file này nó vô đâu đây, đẩy nó vô system drive các anh em nha. Đẩy vô system drive là cái đường dẫn nó sẽ đi vô cái ổ của Windows các anh em đang chạy, cái ổ gốc của hệ điều hành Windows các anh em đang chạy. Ví dụ để em mở cái đường dẫn khác đi, rồi em bash nè, enter nè, đó là nó sẽ ra ổ x, tại vì cái ổ x là cái ổ gốc của cái hệ điều hành Windows này, thành ra nó ưu tiên ổ x. Rồi bây giờ tiếp theo, khi mà em giải nén nó vô ổ x rồi, nó sẽ làm gì nhiệm vụ tiếp theo? Bây giờ nhiệm vụ tiếp theo mới quan trọng nè. Đó, bây giờ em muốn chạy, cho chạy là chạy nào trước? Chạy này trước đúng không? Chạy thằng này trước thì em sẽ dán cho nó. Còn cái system drive nữa nha các anh em nha. Đây, system drive em lấy lại nè. Rồi, em dán lên đầu nè. Rồi, em xuyệt một cái nè. Đấy. Ổ x đây, ổ x hoặc là ổ c thì các anh em chạy ở đâu. Rồi, nó sẽ chạy tiếp cái file này. Nó là cái file này ha. Nó là 80 mấy mê này. Rồi, tiếp cái file thứ hai là em cho chạy là chạy file nào. Em cũng có thể cho chạy file này hoặc chạy file này. Nhưng mà do em muốn cái thời gian cho cái file đầu nó chạy hơi chậm, nên ra là em sẽ cho nó chạy CMD để nó câu thời gian mười mấy giây, 12 giây hồi nãy đó. Đó.
thành ra là em phải câu giờ. Rồi em xuyên xuyên cái chọn cái tên CMD, cái name mình gõ nhanh à, gõ nhanh thì cái name mình gõ cho nó lẹ ha. Cái này em làm cho những mấy anh em mà mới mới là nhìn biết luôn, mình ra em làm từ bước rồi à, có cần thiết phải chạy file này không các anh em? Không cần thiết phải chạy file này. File này là em sẽ đưa cho nó ngoài desktop để mình chạy sao vẫn được, chạy sao cho nó ổn ha, chạy sao cho nó ổn, tại cái phần này nó cũng không quá quan trọng, thành ra không có cần phải chạy trước. Rồi bây giờ cái phần này em cho hẳn tất cả các code nè. Rồi muốn xóa là xóa file nào, muốn xóa thì khi mà này chạy xong hết rồi em cho nó xóa cái file gốc đây đi, đây em cho nó xóa cái file này đi. Đó các anh em ghi nhớ là các tập tin để xóa trong thư mục đích, có nghĩa là không cần phải gõ tên thư mục nữa, không cần phải gõ gõ cái đường dẫn nữa, mà chúng ta chỉ gõ cái tên thôi, gõ cái tên file cần xóa thôi ha. Rồi rồi các anh em thêm thêm lối tắt, có nghĩa là tạo shortcut cắt cho nó, tạo shortcut cắt cho nó. Thì bây giờ em sẽ lấy tạo shortcut cắt cho thằng nào, đây thằng này đấy, em cắt dán lại nè cho mình dễ biết, còn không các anh em không copy cũng được nha. Rồi đây là cái đường dẫn bắt buộc các anh em phải điền đúng chính xác cái tên file và cái đường dẫn file luôn, không khoảng cách, nói chung là không có từ đặc biệt gì hết, cái tên file như thế nào, cái đường dẫn nó như thế nào thì phải điền đúng như thế đấy. Còn cái tên shortcut là tên như này, các anh em có quyền đổi nha. Đấy. Rồi em ghi công cấp Việt Nam đây một cái ha. Đấy cũng không nhất thiết, tại vì sao, tại vì khi mà em cho nó chạy cái file công cấp này nè, là cái bộ cài đặt, nó sẽ tự tạo ra một cái file rồi nè. Em ví dụ đây, nó tạo ra cái file này rồi, thành ra em không cần phải ghi cái này nữa, không cần thiết, anh em khỏi tạo cũng được nha. Nhưng mà các anh em muốn muốn biết là mình làm chuẩn hay không, các anh em bấm tạo thêm cũng được, tại các anh em để mình biết là mình đã làm chuẩn cái tạo shortcut cắt chứ không gì. Rồi bây giờ chúng ta muốn tạo shortcut cắt nào nữa không, thì các anh em nên tạo shortcut cắt của cái CMD nè, và cái shortcut cắt của cái file URL luôn nha. Đấy. URL cao cấp em đánh dấu tiếng Việt, cái thành ra em chọn như nơi khai, thành ra nó ra dấu URL. Rồi URL cao cấp rồi, ok em cho thêm một file nữa ha. Rồi file kia là file nào, file kia là file này, đây URL cao cấp .fn. Đấy mình đổi lại cái tên này ha. Rồi em dán nè, đấy rồi em dán cái tên này, rồi em để SE luôn cũng được, nhưng mà thôi đấy là URL cung cấp rồi. URL to URL web to ra. Rồi em bấm phục hồi đi ha, em phục hồi URL cho phân biệt cho nó dễ. Còn các anh em muốn muốn lưu lưu đây nè, đây muốn lưu mấy cái file nó nằm ở đây, thì các anh em mình chọn chọn thêm ha, lối tắt nè. Đó em thấy này nè, chúng ta cứ đưa cái đường dẫn đúng và tạo tương tự ha. Đấy. Rồi em tạo như đó được rồi, bây giờ em chọn cái phần này, phần này thì em chọn cập nhật chứ không thay thế. Tại sao em không thay thế, tại vì khi mà nó bung ra mấy cái file này, nó bung ra cái đường dẫn nào đó rồi, nó bung ra rồi thì nó khi mà mình lỡ có chạy cái file gốc đã tạo này đi đó, ví dụ mình đang tạo cái file này gồm 4 cái file này, ví dụ mình lỡ mình lít cái nữa đi thì nó cũng cũng không sao, tại vì nó đã thấy những cái file này trùng tên rồi, nó sẽ mặc định nó bỏ qua, nó không có ghi đề đó. Thì các anh em nên chọn giải nén và cập nhật các tập tin, là những cái tập tin mà có rồi nó sẽ không có copy thêm ha, nó sẽ bỏ qua, thì nó đỡ mất thời gian chúng ta và đỡ mất cái file rác nó nằm trong cái ổ cứng của chúng ta để nó đè liên tục cho anh em mình ha.
Rồi đến đây thì các anh em mới nên chọn cái icon. Đây, cái icon hồi nãy em copy qua rồi. Các anh em chọn ha. Rồi, chấm định dạng ICO các anh em nha. Chấm ICO. Rồi, bây giờ cái video này làm full nhiều quá thì em sẽ chia sẻ luôn các anh em là chúng ta lấy cái file icon luôn ha, để mất công. Đây, bây giờ ví dụ đi, ví dụ có một cái chương trình này để dành lấy file con này. Rồi em ví dụ đó, em muốn mở một cái file file nào để em lấy thì em sẽ chọn cái file ESE đó các anh em mình nha. Rồi em chọn file nào đây, em ví dụ cái file Ewson này đi ha, cái chương trình điều khiển từ xa. Rồi em bấm vào cái chỗ mục icon group, rồi em sẽ sổ nó ra nè. Đấy, em coi cái nào nó là cái file bự nhất, cái file còn lớn nhất thì em sẽ lấy ha. Em coi cái nào là nó là cái file còn lớn nhất là em sẽ lấy. Đây, ở trên này, chắc là trên này nè. Đây, nhỏ nè. Lớn cái này là lớn nhất, cái số 2. Cái này em cứ dò tới, đây nè, số 6 là lớn nhất nữa nè. Chắc là số 6 là lớn hết cỡ rồi. Rồi, bây giờ em sẽ chọn số 6. Em xuất ra ha. Save icon nè. Em chọn ngoài desktop đi. Đây, em chọn ngoài desktop. Em chọn desktop nó nằm ở đâu? Rồi đây. Rồi em chọn đại đi ha. Gì đi. Em ra desktop mình coi có không. Chọn đây nó không cho. Em chọn thư mục email này đi. Rồi, đó. Em vô cái thư mục email đó em tìm ha. Đây. Đâu rồi? Email. Đây, đây cái icon nó đây. Rồi, em sẽ mở cho các anh em thấy nha. Đây, mở như nó bác nè. Đó, các anh em thấy không? Đây nè. Đó, nó là cái file đó, nó nhỏ xíu xíu vậy đó, nhưng mà hồi nãy là khá là bự rồi. Bây giờ em thử view coi. Ở đây nó không cho phép xem cái icon này rồi. Bây giờ em mở bằng cái mở bằng cái nào đây. Rồi nói chung em lấy nó đi, em chuyển nó ra ngoài desktop đi ha. Không, chuyển vô UX đi. Đây, chuyển vô UX này nè, chuyển vô đây cũng được nè. Đó. Đó, đó. Rồi bây giờ em chọn ha. Em chọn nó rồi ok thôi. Đó, làm ok là sẽ được cái icon đó thôi, nhưng mà là em đang làm cốc cốc nên thành ra em sẽ không chọn cái icon đó. Và em đang ví dụ các anh em mình đang làm là làm một cái file mới, cái file icon mới để chúng ta có, chúng ta chọn ha. Xin lỗi các anh em nha, ông chú ngoài đường đi ông hơi 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 to, làm hơi to tiếng nên thành ra khó chịu. Rồi bây giờ em sẽ lưu lại, em kiểm tra sơ bộ qua cái nha. Đấy, system drive đúng nè, cài đặt đúng nè, chế độ đúng nè, nâng cao ok nè, rồi ghi đè này kia ok. Rồi biểu tượng, còn mấy cái giấy phép mô đun này các anh em khỏi để nha, nói chung cái nào em không chọn các anh em để mặc định nha. Rồi bây giờ chúng ta ok, rồi chúng ta qua tổng quát, chúng ta coi cái file này nó nằm ở đâu, các anh em duyệt duyệt ha, duyệt lại. Đấy, cái file này nó nằm ở đâu. Đây, nó nằm ở UX, các anh em xem UX ha. Thì chúng ta đặt tên lại đi. Cốc cốc, full, hồi nãy mình đặt full đúng không? Rồi, bây giờ ok, save. Rồi, Z, nên trước khi Z thì chúng ta vô cái mục chứa đi ha. Đây, rồi bây giờ chúng ta mở lên để coi nó tạo thì nó sẽ ra. Ủa, full nó trùng với cái file này rồi, không được, không được. Nó sẽ đè lỗi, thành ra là em để là on đi ha. Rồi on đi cho nó khác tên, xém lỗi rồi. Rồi bây giờ em ok, rồi chờ nó đây, nó tạo file ra rồi, xong là ok, chúng ta chạy cái này mình nha. Rồi đó, đó em đã tạo xong rồi đó.
Rồi bây giờ em sẽ xóa xóa những cái móng cốc cũ nè. Anh em thấy cái vị trí nè, cái trang YouTube đang đứng đầu nha, mà em xóa hết để coi nó có thay đổi không nha. YouTube nó đang đứng đầu đấy. Rồi bây giờ mình thu nhỏ ra đi, em xóa mấy cái này hết nè, em vô đường dẫn gốc em xóa nè, Lucon đó em xóa từ cái gốc nè. Rồi một cái xóa nè, admin này hình như nó cũng có luôn đây, nó có hai file mà chả biết là gì, rồi xóa nó luôn các anh em nha. Rồi xong, hầu như là em đã xóa gần hết rồi. Em xóa mấy cái cũ này luôn đi. Rồi đó, em đã xóa hết rồi đó. Rồi bây giờ em bắt đầu em tạo lại nha. Đó, em chạy em tạo là cái đây nó tạo ra file nè. Đó, nó tạo cốc cốc, nó tạo cái tên cốc cốc ở đây. Rồi bây giờ em tạo em chạy nha, em chạy ra. Rồi, ở đây nó sẽ tạo cho anh em thấy nha. Đây, cốc cốc tạo đây. Đây, đợi một lát. Này nó 12 giây lận. À, các anh em thấy không? URL cốc cốc nè, vì to URL nè. Cốc cốc Việt Nam. Cốc cốc Việt Nam. Rồi, bây giờ em coi, mở lên coi. Em mở lên ha, cái cốc cốc Việt Nam này chưa chuẩn nè. Nó lấy thông cái UX. Em chọn hồi nãy em chọn cái này là lộn nè. Phải chọn là chọn vô cái đường dẫn của cái nó tạo. Này phải đường dẫn này nè các anh em nha. Đấy. Đó, phải chọn là chọn đường dẫn này nè, đó. Là cái phần phần đầu này là user profile. Đó, phần đầu này view phần trăm user profile phần trăm duyệt rồi tới cái đường dẫn bên đây ha. Đấy, gì mới đúng các anh em ha. Và load là load cái file này, có nghĩa là như thế này. Đấy, em tạo hồi nãy là lộn, là phải như vậy. Đấy. User profile. User profile. Profile phần trăm nè. Phần trăm nè, bây giờ em rồi em ra cái ổ đầu này. Em dán cái đường dẫn nó lên nè. Mentor. Đó, nó chạy là thành công anh em ha. Nếu mà chúng ta đặt đúng đúng cái tên như vậy thì nó sẽ chạy. Cái nãy là em tạo cái shortcut là nó sai nè, nó sai là nó không có ra được nè, nó ra đúng nghĩa file này là sai nè. Đấy. Rồi bây giờ là gì? Bây giờ là em tạo đã thành công ha. Có điều cái lịch sử nó không có bung ra sáu cái trang nãy. Nó không có bung ra như thế này. Đó, bây giờ em bung thì nó ra nè. Đó, em bung nó ra mấy mấy cái trang Facebook nó ra đầu nè. YouTube nó ra sau nè. Bung lịch sử lại thì nó ok. Còn bung theo cái kiểu mà nó tự bung lúc đầu thì em mò thêm cái trình kia tới. Đây, tới đây là đã khá thành công rồi các anh em mình nha. Còn những cái gì các anh em muốn thêm bớt thì chúng ta thêm bớt nha. Còn bây giờ em sẽ thêm một cái video trên cái bản Windows gốc em làm với Chrome để các anh em mình có cái hướng thêm ha. Có cái hướng làm thêm cho nó chuẩn. Đây, xin chào và hẹn gặp lại các anh em lần sau. Bye bye. Rồi, cảm ơn các anh em đã theo dõi video nhiều nha.